Dạ xin chào và xin kính chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai. Để chào mừng quý cô chú mình trở lại với nhà vườn của anh An Khang nha. Thì hôm nay tiếp tục clip mới giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiểng bonsai ha. Thì cũng có một số phôi. Quý cô chú anh chị mình xem clip thì thích cây nào mình gọi điện trực tiếp với anh An Khang, số điện thoại thì ghi trên tiêu đề nha quý cô chú anh chị. Thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ ha. Rồi chào anh Khang ơi. Mến chào cô bác anh chị đang xem kênh LTK Hôm Sai ha. Thì cũng như thường lệ, đến nhà vườn của em cũng có số một số mặt hàng cây kiểng, gồm có hôm nay thì có phôi không anh chị, phôi sâm hương, phôi trang, trang đỏ, trang vàng, trang sen đó. Rồi phần cây vô một nước dây thì có sam 86, siêu hoa, gần thân và sâm hương ha, sam trái cũng có ha, rồi cũng có mấy cây me. Muốn giao lưu tất cả cô bác anh chị gần xa trên mọi miền đất nước ha, thì em cũng số điện thoại của em là 0359667713, cũng là số Zalo luôn ha. Thì em cũng đo thông số và báo giá chi tiết từng cây cho cô bác anh chị giờ xem và tham khảo ha. Rồi đầu tiên là cây số 1, mã số 1 là cây sâm hương nha nha bố anh chị, sâm hương Đài Loan. Mặt hàng này thì hôm đó nay em cũng bán khá là nhiều ha. Đó, cây hàng đế sắp nha bố anh chị, đế này đế bài hết trơn ha. Thì cô bác anh chị về những cái này thì em chờ gì cô bác anh chị về mình chơi, mình có thể là mình cắt bớt hoặc là mình có thể mình cắt cây trực lắc rồi cũng được nha, cắt cây trực được nha, cắt cây mài vẫn được. Rồi em lô số, rồi mã số 1 này có chiều cao là 33, bay là 50 đó, đế thì tương đều ha. Rồi hoành em lo vị trí này là 30, rồi tính chị 29 đi. Rồi 400 ngàn bao phí ship toàn quốc của anh chị luôn. Mã số 1, tiếp tục lên mã số 2, vẫn là sâm hương Đài Loan ha. Đó, để thì điều hết trơn nha các anh chị. Thì cây này của anh chị có thể mình hạ bớt xuống ha, nếu mình không chơi khúc trên này mình hạ bớt xuống ha, lấy cành 1 đây ha, lấy cành 2 dựng đây, ngoài sao nó vẫn có cái phong nha các anh chị. Cái này mình về mình làm cái bài ha, có cái bộ đế này thì nó hơi thiếu cái chỗ này một cọng đế nha. Đó, thiếu cái chỗ này một cọng đế. Nhưng mà nếu ngoài mặt tiền mình nhìn vô thì nó không thiếu nha. Nó có dây rồi luôn nha, hai cái dây nha. Rồi cái này tổng cái chiều cao nó là 24. Rồi hoành vị trí này em đo 34 ha. Đó, cái này thì cũng giao lưu với anh chị 400 ngàn luôn, bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp tục, mã số 3. Rồi cây này có chiều cao là 33, đằng 3 xuống là 40, hoành vị trí này 30 đó, hoành vị trí này 30. Rồi cũng giao lưu đồng giá 400 ngàn với anh chị luôn. Rồi tiếp tục mã số 4, cây này tương đối khá là đẹp ha, đế cũng đều luôn nha. Mã số 4, cây này có chiều cao là 23, rồi hoành lâm đôi vị trí là 27 đó. Cây này nhỏ hơn tí nhưng mà cũng vô lô 400 ngàn luôn ha. Cây này cái dáng nó tương đối. Rồi tiếp tục mã số 5, của anh chị chỉ chọn lựa dáng thế thôi ha. Còn cây bên em thì cái lô cây này thì đế thì ok ha, chiều cao nó 36, rồi hoành vị trí này em đo 28 đó, 400 ngàn luôn. Hôm nay em chọn những cái cây nó đồng đồng với nhau ha, cho các anh chị dễ xem ha. Rồi mã số 6, cây này có dáng thẳng nha, dáng trực nha các anh chị, đế rễ thì tương đối đều hết nha. Rồi cây này chiều cao là 37, rồi hoành vị trí này em đo 26 đó, cũng 400 ngàn luôn. Rồi tiếp tục mã số 7, cây này có dáng bay ha, cái nghiêng ha. Rồi chiều cao nó là 17, chiều bay ra nó 20,
Hoành em đo vị trí này là cũng 30 luôn. Đó. Cây này thì giao lưu của bánh chị 350 ngàn thôi. Cây lùng lực ha, dáng thế đẹp ha, cái có cái gọng chữ C đầu tiên cũng đẹp ha. Rồi mã số 8. Rồi cây này chiều cao là 18. Tầng bay ra là 48. Hoành mua thước. Rồi chiều hoành vị trí này là 23. Đó cây này thì 350 ngàn, bao phí ship toàn quốc không anh chị luôn. Rồi tiếp tục em lên phôi trang nha quý anh chị, phôi trang vàng nó nhỏ ha. Trang vàng xưa ha. Cái lô này thì như rồi em cũng có bán một mấy cây rồi ha. Hôm nay em tiếp tục lên nữa ha. Mã số 9. Cây có dáng bài ha. Rồi cây này có chiều cao là 23. Hoành em đo vị trí này là 32. Đó. Cây này giao lưu của anh chị 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc luôn. Mã số 9. Tiếp tục. Mã số 10. Cây cũng có dáng bài ha, có cần bài ha. Chân vàng nó nhỏ ha. Cái này về cô bác anh chị có thể bỏ ngang chỗ này ha, đừng làm cành một đây ha, cô cành hai ha. Rồi chiều cao cây này là 21, bay xuống là 30. Rồi hoành em đo vị trí này là 37. Đó, 37. Rồi cây này thì 600 ngàn, bao xíu toàn quốc của anh chị luôn. Đúng rồi. Tiếp tục mã số 11. Đây cây tàng ra ha, tàng thiên nhiên ha, cũng có một cái thân bài ha. Rồi mã số 11, cây này chiều cao nó là 37, hoành em đo vị trí này là 30. Đó cây này cũng 500 ngàn luôn, bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp tục mã 12. Cây này dáng cũng khá chuẩn ha, dáng cây bài ngay quý anh chị, lùng lực ha. Đó, mã 12. Rồi cây này có chiều cao là 19, hoành em đo vị trí này là 30 luôn. Đó. Rồi cây này giao lưu của anh chị 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã 13. Cây này thì gót cây ha, mã 13 cây này tương đối khá đẹp nha. Rồi chiều cao nó 19, 1, 2, phong đầy đủ ha. Rồi em đo vị trí này là 29. Đó. Sát cổ dưới thì to hơn nha các anh chị. Rồi cây này giao lưu của anh chị 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc luôn. Mã 13. Tiếp tục. Em lên mã 14. Đây, mã 14. Mã 14 cây này có chiều cao là 27 nha. Cành nhánh thì đóng đều hết trơn nha các anh chị. Hoành vị trí này em đo 25. Đó, cây này thì giao lưu của bác chị 350 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Tiếp tục mã 16. Đây. Cây rất to ha, dài ha. Trang vàng xưa, cây xưa nha các anh chị. Rồi chiều cao nó 23. Rồi hoành vị trí này em đo 32. Đó, cây này thì 450 ngàn. Mã 15. Tiếp tục mã 16. Trang vàng lá nhỏ ha. Rồi cây này ở chiều cao 20. Hoành em đo vị trí này là 31. Đó, cây này thì 350 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Mã 16. Tiếp tục mã 17. Chiều cao nó 25. Hoành vị trí này em đo 26 luôn, cũng 350 ngàn luôn. Tại sao cái cây hoành to mà em bán 350 ngàn là tại vì những cái cây này em chọn ra thì nó cái bộ rễ, bộ đế nó tương đối nó không đẹp bằng mấy cây kia nha các anh chị, cho nên em bán đồng giá 350 ngàn ha, những cái cây nằm trong rổ đen này ha. Rồi chiều cao nó 21, thì cũng có một cành bay ra ha. Hoành vị trí này là cũng 31 luôn. Đó, cũng 350 ngàn luôn, bao phí ship toàn quốc của anh chị luôn. Rồi tiếp tục, mã 19 là lên xe Nhật nha quý anh chị. Trang xe Nhật ha, mã 19.
Cây thì chia cành đóng khá đều ha, đế sổ nôm ha, đẹp ha. Rồi chiều cao nó 15. Hoành em đo vị trí này là 21. Đó. Mã 19 giao lưu của anh chị 300 ngàn. Bao phí toàn quốc luôn, trang sang Nhật. Tiếp tục mã 20. Trang sang lùng lực ha. Cây này thì cũng dạng trực 3 giây ha. Mình có thể về mình hạ mấy cái cốt này cho nó đều lại nha. Còn em... Rồi chiều cao nó 11. Hoành cổ chỗ này là 23. Đó. Cũng 300 ngàn luôn, mã 20. Tiếp tục mã 21. Trang xe Nhật ha. Chiều cao nó 12. Quay em đo chỗ cổ này là 21. Đó, 300 ngàn luôn. Tiếp tục mã 22. Cây có hai thân ha, huynh đệ ha. Dán huynh đệ ha. Dán anh em. Cây bộ đế cũng khá lực ha. Rồi chiều cao nó 17. Hoành hai thân chỗ này là 22. Đó, cây này thì 350 ngàn. Bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp tục mã 23. Cây cũng cây trực ha. Ba thân, ba vai. Rồi chiều cao nó 12. Hoành vị trí này em cũng 22 luôn. Đó, 300 ngàn. Rồi tiếp tục mã 24. Cây thì bộ đế rễ thì cô bác anh chị yên tâm ha. Chỉ coi dáng thế nó thôi. Đế rễ thì cây nào cũng đều hết. Rồi chiều cao nó 14. Mã số 24. Hoành vị trí này là cũng 22 luôn. Cũng đồng giá 300 ngàn luôn. Rồi tiếp tục mã 25. Cây này dáng cũng tương đối khá đẹp ha. Đó. Cành 1, cành 2 có đủ ha. Rồi chiều cao nó 12. Hoành vị trí này là 21. Mã 25 cũng giao lưu 300 ngàn luôn. Rồi tiếp tục em lên trang đỏ nó nhỏ không anh chị? Mã 26. Đây. Bệ rễ, bệ đến nó là một bạch luôn nha. Rồi chiều cao nó 17. Hoành vị trí này em đo 19, 300 ngàn luôn. Mã 26. Tiếp tục mã 27. Cây này bộ đế đẹp ha. Mã 27. Rồi chiều cao nó 16. Hoành em đo vị trí này là 24. Đó, xiết dây là 24. 350 ngàn. Mã 28. Lùng lực ha. Đế thì đều hết trơn nha. Đế thì cô bác anh chị yên tâm. Những cái dòng mini mà cây đế gì này mình chơi rất ok ha. Chiều cao nó 13. Hoành vị trí này là 22 luôn. Đó, 350 ngàn. Tiếp tục. Mã 29. Cây trực pin ha, thẳng đứng ha. Rồi chiều cao nó 20. Hoành đo vị trí này là 21, 300 ngàn. Tiếp tục mã 30. Cây này to ha. Để thì đều hết. Rồi chiều cao 14. Hoành em đo vị trí này là 25 nha các bác chị. 25, 350 ngàn. Xuống cây luôn. Tiếp tục mã 31. Chiều cao nó 15. Hoành em đo chỗ này là 22. Đó, 300 ngàn. Tiếp tục mã 32. Để chạc nở ha. Rồi mã 32. Chiều cao nó 16. Hoành vị trí là 21. Rồi cây này bán 300 ngàn đi. Cây này 300 ngàn anh chị nào chốt là đẹp nha. Tiếp tục mã 33. Là một form tàn đa nha quý anh chị. Chi cành nhánh thì đều hết ha. Là một cái nấm rất đẹp ha. Đó. Mã 33. Rồi hoành tổng vị trí này là em đo được 27 ha. Ngang cái cổ của nó 27 ha. Đó. Chiều cao của nó thì rất khiêm tốn ha. Chiều cao nó chỉ 13 cm nha quý anh chị. Đó. Rồi cây này giao lưu của anh chị 400 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Tiếp tục mã 34. Trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi chiều cao nó 14. Hoành em đo vị trí này là 25. Đó, 400 ngàn luôn. Tiếp tục mã 35.
đàn ra khá đều ha cô bác anh chị. Chiều cao nó 15. Và nhóm đo vị trí này là 20, 26 đây. Rồi 26. Nó 400 ngàn. Rồi tiếp tục em lên xăm trái nha cô bác anh chị. Mã 36. Rồi cây này có chiều cao thân chính là 40. Hoành củ đế nó là 42. Hoành thân em đo được là 19. Cây này giao lưu của bán chị 400 ngàn, bao với xíu toàn quốc. Tiếp tục, mã 37. Đây mã 37, làm cây trực thẳng đứng ha. Chi cành thì khá đầy đủ nha các bạn chị, chiều cao nó 30. Hoành em đo chỗ. Rồi hoành em đo chỗ cổ này là 19 ha. Đó, cây này 350 ngàn. Rồi tiếp tục. Mã 38. Vẫn là phôi xăm trái ha. Rồi chiều cao cây này là 40 luôn. Rồi hoành em đo chỗ cổ này là 18 ha. 350 ngàn. Cái hàng này thì hôm trước giờ em bán giá chuẩn vậy nha các anh chị, 350 ngàn. Còn những cây nào hoành to hơn 20 mới có 400 ha, mới 350 ha. Ủa 400. Rồi chiều cao nó 20. Hoành vị trí này là 17. Đó. Cây này thì bán giao lưu của anh chị 300 ngàn đi. Rồi mã 40. Cây này chiều cao là 21. Cành nhánh nó thì mình chuẩn bị về vô dây được rồi nha các anh chị. Rồi hoành vị trí này em đo 19, 350 ngàn. Mã 40. Tiếp tục, em lên những cây vô một nước dây ha. Đó, một nước, hai nước dây. Cho các anh chị mình sưu tầm về chơi ha. Mã 41, cây linh sam siêu hoa nha các anh chị. Rồi cây này có chiều cao là 23. Cái tán ngang em đo được là 40. Đế thì nôm sổ ha. Hoành vị trí này em đo 14. Đó, 300 ngàn. Rồi tiếp tục. Mã 42. Vẫn là linh sam siêu hoa ha. Để đế thì tương đối. Rồi chiều cao nó 31. Tán ngang em đo được là 31 luôn. Hoành vị trí này em đo 14 luôn. Đó, cũng đồng giá với cây kia luôn, 300 ngàn. Tiếp tục mã 43 là cây linh sam 86 nha các anh chị. Linh sam 86. Em đã lợp những cái cành cơ bản này ha. Anh chị về mình chơi mình là từ từ nắm tàn rồi mình chỉnh sửa thêm ha. Rồi chiều cao nó 23. Hoành vị trí này là em đo 9. Cái tán ngang em đo được là 28. Đó. Rồi mã 43 này giao lưu của anh chị 200 ngàn. Bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp tục mã 44. Vẫn là 86 riêng ha. Rồi cây này có chiều cao là 35. Cái tán ngang em đo được là 40. Hoành em đo được chỗ vị trí này là 14 luôn. Đó. Cây này thì 350 ngàn. Bao phí ship toàn quốc. Tiếp tục mã 45. Rồi chiều cao cây này là 22. Tán ngang em đo được là 35. Hoành vị trí này em đo 12. Đó. Cây này thì 300 ngàn. 250 ngàn luôn. Rồi tiếp tục mã 46. Một cây có nhãn bay ha. Nhãn quyền ha. Rồi chiều. Rồi chiều cao cây này là 20. Tổng có tán ngang nó là 56. Hoành em đo vị trí này là 15. Đó. Cây này thì 350 ngàn. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục. Em lên mã 47. Linh sam 86 riêng ha. Cây này thì tàn nó cũng sửa sạn ấm rồi ha. Từ từ nắm rồi quá chị. Rồi chiều cao nó 25. Cái tán ngang em đo được là 50. Rồi hoành em đo được chỗ này là 17. Đó. Rồi cây này giao lưu của anh chị cũng 350 ngàn luôn. Tiếp tục. Mã 48. Xem 86 riêng. Rồi cây này chiều cao là 28.
Tổng cái chiều ngang em đo được là 55. Hoành em đo một thân này là 14. Đó. Cây này thì cũng 350 ngàn luôn. Tiếp tục. Lên mã 49. Cây cần thân nha các anh chị. Đây. Mã 49. Cây cần thân. Rồi chiều cao nó 30. Đó ngang em đo được là 35. Hoành vị trí này em đo được 20. Đó, cây cần thân này 300 ngàn, bao ship toàn quốc luôn, mã 49. Tiếp tục mã 50. Đó, vẫn là cây cần thân ha, cái này em mới chỉ mới vô một nước dây ha. Đó, vô nên tàn nó thì nó chưa ấm, cần thân này thì mau nha, nhanh nha các anh chị. Cần thân thì nhanh. Rồi cây này có chiều cao là 37. Hoành vị trí này em đo được 20 luôn. Đó, cây này thì cũng giao lưu 300 ngàn luôn. Rồi tiếp tục em lên mã 51, hai cây nha quý anh chị, đem lên lần cây đi. Nè, một cây. Cũng cặp cần thân ha. Rồi chiều cao cây này là nó 27. Cái hoành chỗ này thì tương đối nhỏ, trên đây thì nó lớn hơn nha quý anh chị. Đó, cây này thì mình chơi mini thì cũng được, hoành 12 ha. Tán ngang thì nó khoảng 25 nha. Cây thứ nhất. Rồi cây thứ hai. Đây. Cần thân, em đã chỉnh sửa một nước dây ha. Mã 51. Rồi cây này á, thì có nó có chiều cao là 29. Cây cũng sáng đẹp ha, hoành vị trí này là 16. Đó. Thì cặp cần thân này em giao lưu 400 ngàn, bao với ship toàn quốc. Tiếp tục mã 52. 52 là cặp me chua nha các anh chị. Em đã chỉnh sửa một nước dây ha. Cây này thì mini, cây này thì hoành thân nó cỡ ngón út em ha. Đó, cây em đây thì cỡ ngón cái, lớn hơn ngón cái một chút ha. Đó. Chỉnh sửa một nước dây. Mã 52. Và hai cây me này giao lưu của anh chị 250 ngàn, bao với ship toàn quốc luôn. Tiếp tục. Mã 53. Vẫn là hai cây me nha các anh chị. Hai cây này thì nó lớn hơn chút ha. Quá, chỉnh sửa một nước dây. Thì hoành thân này nó khoảng 8 đi. Cỡ 8, nó cỡ lớn hơn cái này chắc 7 thì chắc 8. Rồi 7. Rồi hai cây me này thì 350 ngàn, bao với ship toàn quốc luôn. Mã 53. Tiếp tục mã 54. Vẫn là hai cây me ha. Đây, em đã chỉnh sửa một nước dây. Cái này mình về mình chơi vô cái chậu đẹp là mình chơi ha. Rồi cặp mã 53 này thì 350 ngàn, bao với ship toàn quốc luôn. 54. Hoành thân nó 8. Cây này cũng hoành thân 8, 9 gì đó. Chiều cao nó khoảng 30 nha quán chị. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã 55 là em giao lưu cũng hai cây sam hương nha. Cây thứ nhất. Em còn mấy cây này em cũng thanh lý luôn. Một cặp. Rồi chiều cao cây này là 32. Tán em đo được là 36. Hoành của nó là 12. Hoành củ đế nó là 36, cây thứ nhất. Cây thứ hai. Mặt hàng sam hương này thì em cũng hết rồi. Còn một vài cây em thanh lý luôn, chiều cao 34. Tán ngang rồi được là 36. Đó. Cây hôm nay thì hoành 11 ha. Đó. Rồi cặp sam hương này em giao lưu 350 ngàn, bao phí ship toàn quốc của bác chị luôn. Rồi rồi, cuối cùng cuối clip em cũng xin chúc cho cô bác chị có buổi xem kênh vui vẻ và chọn cho mình những cây ưng ý về chơi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cô bác anh chị.